Theo lịch sử địa phương thì xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương được hình thành từ 4 ngôi làng cổ: Lập Ấp, Khả Phú, Đa Cốc Trại và Khả Cành. Tục lệ xa xưa có ghi rõ, mỗi làng đều phụng thờ các vị thành hoàng làng khác nhau. Và cho đến ngày nay, tín ngưỡng tâm linh ấy vẫn được người dân nơi đây gìn giữ qua bao thế hệ. Làng Lập Ấp, ngày nay là thôn Lập Ấp, xã Bình Thanh, được hình thành từ thế kỷ 16. Năm 1549, thủy tổ các dòng họ Lê, Hoàng, Ngô, Bùi từ Thanh Hóa, Sơn Tây làm nghề trải lưới đã đến cửa sông này, phát hiện đây là vùng đất lành nên đã quyết định chọn nơi đây để định cư. Khi địa danh Lập Ấp được xác lập, nhân dân trong thôn đã đóng góp tiền của vật lực xây dựng nên ngôi miếu có tên gọi là Miếu Quán Bình Vôi. Rước chân nhang của tứ vị đại vương thành hoàng từ thôn Đa Cốc về thờ, đó là Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, Tây Hải Đại Vương, Cao Sơn Đô Hộ Trương Hiển Đại Vương và Thái Giám Bảo Quốc Đại Vương. Lập Ấp xưa kia là một trại lẻ thuộc về làng Đa Cốc. Làng Đa Cốc cổ xưa, ngày nay là địa phận xã Nam Bình, có 6 dòng họ chính. Theo thời gian, cư dân đông đúc nên bà con đã đi khai hoang Lập Ấp để mưu sinh, rồi dần hình thành nên các làng mới là Lập Ấp, Đa Cốc thuộc xã Bình Thanh, Trại Chè thuộc xã Minh Tân. Nằm trong quần thể di tích của làng Lập Ấp, đó là đền Lập Ấp, thờ vị trưởng Thái Giám Đại Vương, một trong 4 vị thành hoàng ở đình, làm phúc thần. Ngôi đền được xây dựng vào triều đại vua Gia Long, niên đại thứ 7. Những hiện vật cổ vẫn được người dân gìn giữ bảo quản hết sức chu đáo. Đó là kiệu bát cống cổ, có niên đại nhà Lê, Long Đình, Bát Biểu, Lư Hương, Câu Đối, Đại Tự và các đạo sắc phong của các đời vua gia phong cho tứ vị thành hoàng. Các di tích lịch sử văn hóa của làng Lập Ấp không chỉ phụng thờ các vị thành hoàng mà còn phối thờ lục tộc tiên công, 6 dòng họ đầu tiên đến khai khẩn, lập ấp, lập làng. Sau này đã phát triển thêm nhiều dòng họ nữa và trở thành thôn Lập Ấp chủ phú ngày nay. Điểm dừng chân đầu tiên khi đến với làng văn hóa Khả Phú, đó là ngôi đình làng cổ kính, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh và cộng đồng của người dân Khả Phú. Làng Khả Phú theo truyền thuyết còn có tên gọi khác là Khả Lao, xưa thuộc huyện Vũ Tiên. Được hình thành từ rất lâu đời do 5 dòng họ khai ấp lập làng. Ngôi đình được xây dựng cách đây trên 400 năm, tên chữ Hán là Linh Từ Khả Phú. Ban đầu chỉ là một ngôi đình từ rơm rạ và mái ngói, gồm 3 tòa, cung cấm không rõ niên đại xây dựng. Cùng giữa năm Tân Sửu 1907 khánh thành và cung Đại Bái xây dựng năm 1922. Đình làng thờ thành hoàng làng và là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của bà con dân làng. Chúng tôi trò chuyện với ông Đỗ Văn Phùng, trưởng ban lễ nghi đình làng, để hiểu rõ về sự hình thành vùng đất Khả Phú. Theo lời chia sẻ của ông Phùng, cứ 4 năm làng lại tổ chức lễ hội lớn vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương có hệ thống các di tích lịch sử văn hóa dày đặc, gồm 3 chùa, 1 đền, 1 miếu và 4 đình. Mỗi làng xã thời phong kiến đều có những nét văn hóa của làng quê. Làng Khả Phú xưa kia có gánh hát chèo, làng Khả Cảnh có đội xanh tiền não lộn, này là thôn Điện Biên, và đặc biệt các hội hè đình đám hàng năm. Đỉnh cao trong tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng phúc thần của làng xã, đó chính là lễ hội làng. Nối tiếp truyền thống của nhân dân các làng cổ, ngày nay nhân dân xã Bình Thanh vẫn duy trì các lễ hội hàng năm với nhiều nghi thức dân gian đặc sắc gắn liền với tục thờ phúc thần đã có từ lâu đời. Ý thức về cộng đồng của dân làng được củng cố sâu sắc thêm thông qua các lễ hội. Lễ hội làng là nơi giải tỏa những ước muốn tâm linh của người nông dân và là nơi giúp con người lập lại một sự cân bằng trong quan hệ nhiều chiều. Người và người, người và thần linh, người và vạn vật.
Nói cách khác, đó là những triết lý mang đậm màu sắc Á Đông của người dân Việt về trời, đất và người với ước mong thiên thời, địa lợi, nhân hòa.